Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại tầng 3 ngôi nhà mặt tiền ngay đầu ngõ 146 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Phản ánh của khán giả Nguyễn Đăng có số điện thoại 0914 3 số cuối 842. Đồn biên phòng Chí Linh, Bộ đội biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của một đối tượng, thu giữ 1,3 gram là ma túy tổng hợp dạng đá. Phản ánh của khán giả Văn Danh, số điện thoại 0963 3 số cuối 233. Nhiều vườn quýt hồng Tết ở Lai Vung, Đồng Tháp bị nứt trái ảnh hưởng do mưa bão, khiến nhà vườn không khỏi lo lắng. Phản ánh của khán giả Minh Long có số điện thoại 0917 3 số cuối 774. Sau thời gian trồng thử nghiệm, cây sâm ngọc linh cho thấy thích ứng khá tốt với điều kiện khí hậu ở Thanh Hóa, mang lại hướng đi mới cho người dân. Phản ánh của khán giả Hoàng Ngọc Lý có số điện thoại 0947 3 số cuối 341. Tìm hiểu về gong lu, tức là cồng đá, loại nhạc cụ vô cùng độc đáo thay cho lời kể, niềm an ủi, lúc vui, lúc buồn trong cuộc sống của người dân bản địa trên vùng đất Tây Nguyên qua chia sẻ của khán giả Bảo Phúc, số điện thoại 0939, 3 số cuối 656. Thưa quý vị, khoảng 7 giờ sáng ngày 1 tháng 12, người dân xung quanh khu vực tuyến phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phát hiện lửa bốc lên từ ngôi nhà 4 tầng ngay mặt đường. Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an phường Minh Khai và bảo vệ dân phố đã nhanh chóng có mặt để thực hiện công tác chữa cháy. Thông tin ban đầu, ngôi nhà này được sử dụng vừa là nhà ở, vừa là cửa hàng kinh doanh. Đám cháy xảy ra tại tầng 3 của ngôi nhà, có diện tích mặt sàn khoảng 30m2, sau đó lan lên tầng 4, cũng là tầng tung. Nhận được tin báo, 6 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đã được Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm, Hoàng Mai điều động tới hiện trường xảy ra vụ cháy. Sau 30 phút nỗ lực dập lửa, ngọn lửa đã hoàn toàn được kiểm soát. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn phải tiếp tục phun nước giải nhiệt cho căn nhà. Theo ghi nhận, đám cháy lan nhanh lên khu vực tầng thượng, chủ yếu là mái tôn và phá vỡ các kết cấu tạm một số nhà liền kề. Do đám cháy xảy ra vào khung giờ cao điểm, dẫn tới tình trạng ùn tắc trên tuyến đường này. Rất may vụ cháy không ghi nhận có thiệt hại về người. Nguyên nhân xảy ra cháy được điều tra làm rõ. Ngày 1 tháng 12, đồn biên phòng Chí Linh, Bộ đội biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của đối tượng Nguyễn Lê Anh Tần, sinh năm 2000, trú tại kiosk số 6, đường Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tang vật thu giữ gồm một gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng 1,5 gram và một điện thoại di động cùng một xe máy. Trước đó vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 30 tháng 11, tại số 75, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lực lượng đồn biên phòng Chí Linh đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Lê Anh Tần đã thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng đánh án thu giữ một gói ni lông được hàn kín, bên trong chứa tinh thể không màu trong suốt, trọng lượng khoảng 1,3 gram, một điện thoại di động và một xe máy. Đấu tranh khai thác, đối tượng Nguyễn Lê Anh Tần khai thật. Một gói ni lông được hàn kín, bên trong chứa tinh thể không màu trong suốt có trọng lượng khoảng 1,3 gram là ma túy tổng hợp dạng đá, được Tần mua về sử dụng. Theo đó, đồn biên phòng Chí Linh đã khởi tố vụ án, ra quyết định tạm giữ và hoàn chỉnh hồ sơ để bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền, tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
Do ảnh hưởng của bão, thời gian qua Đồng Tháp có mưa liên tục khiến cho các vườn quýt hồng đang cho trái vụ Tết ở huyện Lai Vung bị nứt và rụng trái nhiều. Nhà vườn lo lắng về năng suất vụ quýt năm nay. Những ngày qua, vườn quýt hồng trên 1,5 hecta của anh Phan Văn Sang, xã Long Hậu bị nứt và rụng trái khá nhiều. Đây là tình hình chung của cây quýt hồng thời điểm này nếu gặp mưa nhiều. Hiện tại là quýt hồng nó đã lên da lương anh, lúc này da thì nó rất là mỏng. Nên gặp thời tiết bây giờ mưa nhiều thì nó bị nứt trái, nó dư nước à. Nó bị nứt và nó bị tét vỏ trái. Thì vườn em nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều. Vì lúc này vườn em nó lên màu gần như là 80% rồi. Nứt mà hổm gà em qua cái con bão số 7 này thì em ước tính là khoảng 2 tấn quýt rụng. Quýt nào em bị nứt. Thì một ngày nếu mà qua một đám mưa thì em hái là tầm là 200-300 kg quýt nứt. Hình này là tình hình chung. Vì quýt hồng là hiện tại bây giờ đa số là vườn ở trên huyện là đều đã lên da lương hết rồi. Mà gặp thời tiết mưa bão vào cuối năm này nữa thì không có vườn nào tránh khỏi được điều đó. Toàn huyện Lai Vung hiện có 275 hecta diện tích quýt hồng đang cho trái. Hiện trái quýt trong vườn đang chuyển từ màu vàng xanh sang màu vàng. Bên cạnh việc thoát nước tốt cho vườn sau mỗi khi trời mưa, thì nhà vườn cũng đang tập trung bón phân và phòng trị đối với ruồi đục trái gây hại trên trái quýt hồng. Những ngày vừa qua, một số đền nuôi kết hợp ốc hương với hàu sữa ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã nhộn nhịp thu hoạch hàu và cho thu nhập khá. Đây được coi là một sáng kiến của người dân nuôi hàu khi tiến hành mô hình nuôi kết hợp. Những ngày này, tại nhiều đền nuôi ốc hương kết hợp với hàu sữa ở tại khu vực Hòn Khói thuộc xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa đã bắt đầu nhộn nhịp thu hoạch hàu sữa. Để nuôi chung với ốc hương, hàu sữa được người nuôi dùng cọc đóng lưới nuôi chung. Phương pháp này được coi như lấy ngắn nuôi dài. Khi thu hoạch, do hàu sữa thường kết dính từng mảng lớn, nên người nuôi phải đập, cạy ra từng con với lớp vỏ bọc rất cứng. Hiện với giá bán hàu sữa còn nguyên cả vỏ khoảng trên dưới 30.000 đồng một kg, khiến cho người nuôi phấn khởi khi có nguồn thu nhập thêm để tiếp tục đầu tư nuôi ốc hương. Đây được coi là sáng kiến của người nuôi trồng khi nuôi kết hợp ốc hương với hàu sữa chung một đỉa. Thực hiện đề án trồng thử nghiệm sâm ngọc linh tại rừng phòng hộ Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, Ban Quản lý rừng phòng hộ đã kết hợp với công ty Sông Mã bắt đầu trồng thử nghiệm sâm ngọc linh từ tháng 6 năm 2021 với diện tích 0,5 hectare trên đỉnh núi Bù Rinh. Đây là khu vườn kín thường xanh, độ che phủ trên 80% nằm tại độ cao 1.250 mét. Nơi đây được các chuyên gia nghiên cứu đánh giá là nơi có độ ẩm không khí và nhiệt độ phù hợp để sâm ngọc linh sinh trưởng và phát triển. Thì đơn vị đã trồng được đến bây giờ là sâm cây là hơn 3.000 cây và sâm hạt là được gần 10.000 hạt. Thì hiện giờ cái giống sâm hạt lên là cũng rất là đẹp. Sâm cây thì hiện bây giờ là củ khi trồng là 2 tuổi, đến bây giờ là được 3 tuổi thì cho cái củ cũng đảm bảo chất lượng. Có những củ là to đường kính phải đến 3-4 cm, dài đến 6-7 cm, cây có những cây cao từ 40-45 cm. Đấy, thì qua quá trình theo dõi thì cây sâm ngọc linh là nó phù hợp với cái khu vực này. Thì hiện bây giờ là các nhà đầu tư cùng với Ban Quản lý rừng hộ Lang Chánh đang tiếp tục triển khai mở rộng mô hình. Nếu như đấy, nó đạt hiệu quả cao thì nhân rộng để phát triển kinh tế vùng. Sâm ngọc linh là loại sâm quý đặc hữu, mọc tập trung ở dãy núi thuộc Đắc Tô, Tumorong ở tỉnh Kon Tum. Trên độ cao từ 1.200 đến 2.100 mét, hàm lượng saponin, loại dưỡng chất chính trong các loại sâm của sâm ngọc linh cao nhất trên thế giới với 52 loại. Để bảo tồn và phát huy giá trị cây sâm ngọc linh, nhiều địa phương trong nước đã nghiên cứu di thực loại sâm này về trồng thử nghiệm như Sapa, Lào Cai, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Lạc Dương, Lâm Đồng.
Sâm Ngọc Linh được ban quản lý dự án đưa về là giống sâm được trồng ở Gia Lai đến 1,5 năm tuổi. Trên diện tích 0,5 hectare có tất cả gần 5.000 cây, trong đó có khoảng 2.000 cây sâm đạt 2 đến 3 năm tuổi và hơn 3.000 cây gieo hạt đạt gần 1 năm tuổi. Sau thời gian trồng thử nghiệm, các cây sâm Ngọc Linh cho thấy thích ứng khá tốt với điều kiện khí hậu ở nơi đây. Hiện bây giờ là cái cây sâm 3 tuổi đã cho hạt. Đây, cái hạt là ta đã thu hoạch được thế này. Bây giờ về theo quy trình là ta bỏ vào tủ lạnh bảo quản từ 2 đến 3 tuần, sau đó đem ra ta lại gieo. Thì nếu như gieo vào tháng 10 này thì khoảng tháng 2 và tháng 3 năm 2023 là nó sẽ mọc cây. Củ sâm Ngọc Linh trồng có giá từ 8 đến 15 triệu đồng một lạng, đối với loại có 3 củ một lạng, giá của chúng sẽ tăng lên khi chúng có trọng lượng lớn và lâu năm. Tất cả các sản phẩm của sâm Ngọc Linh, từ củ, thân, lá, quả và hạt đều được thu hoạch và bán với giá cao. Nếu sâm Ngọc Linh thích nghi và sinh trưởng tốt, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình, triển khai trồng tại nhiều địa phương trong khu vực nhằm tăng thu nhập cho người dân bản địa. Trồng sâm Ngọc Linh dưới rừng cũng là một phương pháp giúp bà con vừa bảo vệ rừng, vừa phát triển kinh tế hiệu quả. Nằm ở đầu nguồn sông Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang, luôn có nguồn cá thiên nhiên dồi dào. Từ đây cũng hình thành nên làng nghề cá khô, mắm nổi tiếng khắp vùng. Sản phẩm cá khô, mắm nơi đây luôn giữ được vị ngọt của thiên nhiên, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Về làng nghề làm cá khô, mắm, xã vùng biên Vĩnh Hội Đông vào những ngày nước lũ rút phơi đồng sẽ cảm nhận được sự tất bật của bà con nơi đây. Nối tiếp sự nghiệp của gia đình, chị Lý Thị Sáu Muỗi đã làm nghề cá khô được hơn 3 năm nay. Do là thế hệ sau nên chị luôn tạo ra nhiều sản phẩm mới và chủ yếu chọn những loại cá được đánh bắt từ thiên nhiên. Vì đây là dòng sản phẩm cá khô nước ngọt giúp làm nên tên tuổi của làng nghề. Cá làm khô ở Vĩnh Hội Đông chủ yếu là cá đồng như lóc, trạch, chốt. Một điều phấn khởi đối với những người làm cá khô nơi đây là trong những năm gần đây được hỗ trợ vay vốn không lãi suất từ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với mỗi hộ được vay 12 triệu đồng để sản xuất. Dạ, năm nay có nguồn khô thì nó có sắc lợi rồi, nguồn vốn vay có anh chị hỗ trợ cũng đỡ. Bà con thấy phấn khởi, làm phấn khởi hơn phải không? Làm phấn khởi hơn nhiều. Coi như là làm mùa nước thì làm khô rất nhiều, còn mùa hạn thì làm ít một chút. Tại mùa nước là có cá đồng mà mình chia sẻ nhau á, thì nhờ cái đồng vốn của phụ nữ tỉnh chuyển lên xã mới về áp lại, mới lựa theo người biết làm ăn á, có cơ sở làm ăn á, hỗ trợ nhờ đồng vốn không lãi không lời này là mới xây chở trong nhà, cuộc sống nó được ổn. Giống như nghề làm cá khô, làng nghề mắm ở Vĩnh Hòa luôn nhộn nhịp cả tháng nay, thu hút cả trăm lao động mỗi ngày. Làng nghề này đã giúp bà con vào những tháng mùa nước nổi có thêm thu nhập đáng kể. Mắm được người dân chủ yếu làm mắm cá linh, cá chốt và được đưa đi tiêu thụ khắp nơi và có cả thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mặn không bằng năm trước. Lý do tại vì cá nhiều, nhiều dướng này kia nó nhiều đó, người đụng. Giá nó rẻ, cũng kiếm sống được chứ không có dư giả. Thời vụ chỉ mùa nước làm được 2 tháng à, nhập đỡ được 2 tháng nước cũng có tiền rau cải này kia. Đợt thì đi cỡ 4 tấn, 5 tấn. Hiện nay tại xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh Cà Mau, có gần 100 hộ và cơ sở chuyên làm nghề chế biến cá khô và mắm. Trong đó đã thành lập được một tổ hợp tác phụ nữ chế biến cá khô với 39 thành viên. Tổ đang nhận hỗ trợ từ nguồn vốn vay của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Thì hiện nay thì ở Hội Phụ nữ cũng có hợp với ủy ban thì cũng có làm hồ sơ để chờ xét duyệt trên gửi đến ngân hàng chính sách huyện để cung cấp nguồn vốn cho các hộ kinh doanh. Từ 50 triệu đến 100 triệu đồng cho các hộ để nhằm để tạo hiệu quả cho việc kinh doanh của làm nghề khô mắm sẽ được phát triển hơn. Đối với địa phương đó là hiện nay cũng đang thực hiện và vận động các cái
cái làng nghề đăng ký các cái sản phẩm lên cái chỗ mà thương mại điện tử, rồi đó là đăng ký ô cốp để mà làm sao được là quảng bá cái sản phẩm đối với trong cả nước. Ngoài ra, để nghề cá khô mắm phát triển với một loại sản phẩm rất đặc trưng ở vùng biên. Vừa qua, địa phương làm thủ tục xin cho bà con được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện An Phú để mở rộng quy mô sản xuất. Đây cũng là mong muốn của nhiều bà con làm nghề cá khô mắm ở Vĩnh Hội Đông. Bởi hiện nay, hầu hết sản phẩm bà con làm ra đều bán qua thương lái, giá cả thấp mà đầu ra không ổn định. Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, tin rằng làng nghề sản xuất cá khô mắm nước ngọt xã Vĩnh Hội Đông sẽ có tiềm năng phát triển khắp trong cả nước. Từ hàng ngàn năm trước, trên vùng đất Tây Nguyên đã xuất hiện và lưu truyền một loại nhạc cụ vô cùng độc đáo. Đó là loại nhạc cụ thuộc hệ gõ, gọi là đàn đá. Các dân tộc Tây Nguyên gọi là gong lu, tức là cồng đá. Tiếng đàn lúc như âm vang trầm hùng của núi rừng, lúc nghe thánh thót như tiếng suối chảy. Tiếng đàn đá như thay cho lời kể, niềm an ủi, lúc vui lúc buồn trong cuộc sống của người dân bản địa, nay được vang vọng trong 3 ngày hội văn hóa du lịch tỉnh Bạc Liêu. Nằm trong không gian hội tụ tinh hoa di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng miền của ngày hội văn hóa du lịch tỉnh Bạc Liêu và lễ hội dạ cổ Hoài Lang năm 2022, một nhạc cụ gây chú ý khán thính giả quan tâm thưởng thức, đó là đàn đá. Đây là một trong số tinh hoa văn hóa phi vật thể mà tỉnh Phú Yên đã mang đến phục vụ công chúng tại lễ hội, là bộ nhạc cụ đá được các nhà khoa học đánh giá âm thanh hoàn chỉnh nhất trong các loại đàn đá tìm thấy ở Việt Nam. Đây là một bộ đàn đá mà được các nhà khoa học đánh giá là bộ đàn đá có thanh âm chuẩn nhất trong các bộ những bộ đàn đá tìm ra Việt Nam. Thật sự ở đây thì chỉ có 8 thanh thôi, rất là thiếu nốt, nhưng mà bộ đàn đá này được các nhà khoa học đánh giá bộ đàn đá lượng tính, có thể đánh được cung thượng và cung thứ trên một bộ đàn đá 8 thanh này. Và thật ra thì với âm nhạc mà tất cả các loại nhạc cụ đều như nhau, có một chút kiến thức về âm nhạc, có một chút sự tập luyện và cái tay thuận lợi một tí thì có thể luyện tập được. Hồi xưa thì người ta dùng đàn đá là một trong những nhạc cụ gõ cổ nhất của Việt Nam và là một trong những loại nhạc cụ cổ xưa nhất của loài người. Được làm bằng các thanh đá với kích thước dài ngắn, dày mỏng khác nhau. Thanh đá dài, to, dày, âm vực trầm, trong khi thanh đá ngắn, nhỏ, mỏng thì tiếng thanh. Từ những năm 1979, vấn đề nghiên cứu sưu tầm đàn đá được giới khoa học Việt Nam khơi dậy. Và cho đến những năm đầu của thập niên 1990, người ta tìm được khoảng 200 thanh đàn đá rải rác ở Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đồng Nai, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Sông Bé và Phú Yên. Mỗi bộ đàn này có từ 3 đến 15 thanh. Bộ đàn đá này có 8 thanh và được các nhà khoa học đánh giá là bộ đàn đá có thanh âm hoàn chỉnh nhất trong các bộ đàn đá được tìm thấy ở Việt Nam. Và bên cạnh bộ đàn đá thì còn có 2 chiếc kèn đá nữa thưa quý vị. Và 2 chiếc kèn đá hiện tại đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Phú Yên cũng có niên đại trên 2.500 năm tuổi. Vâng ạ. Và 2 chiếc kèn đá mà khi mà hòa quyện cùng với cái nhạc cụ đàn đá này thì sẽ phát ra một âm thanh rất là hay. Đàn đá này nó đã chuẩn rồi, nó rất là hay, được đánh giá là chuẩn nhất trong các bộ đàn đá thanh âm Việt Nam. Thì cái việc còn lại là việc mình sử dụng thế nào, kỹ thuật của mình thế nào và cái melody mình thế nào. Và bộ đàn đá này được đặc biệt là diễn chung, diễn sướng chung với rất nhiều các loại nhạc cụ. Có thể là đánh giai điệu trên một cái dàn nền trống dân tộc, hay là làm cái thể loại âm nhạc world music, có thể làm cái nhạc điện tử, hay là làm cái màu nhạc dàn nhạc dân tộc các loại như thế. Hãy với bộ đàn đá có niên đại trên 2.000 năm. Nằm ở dãy đất miền Trung, Phú Yên có phong cảnh sơn thủy hữu tình với vẻ đẹp hoang sơ nhưng vô cùng quyến rũ. Như gành đá đĩa, độc đáo nhất vẫn là văn hóa về đá. Qua hàng ngàn năm, người Phú Yên luôn giữ gìn, bảo tồn loại nhạc cụ được UNESCO xếp vào danh sách các nhạc cụ độc đáo trong không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên, kiệt tác truyền khẩu phi vật thể của nhân loại. Hiện đại trên 2.500 năm tuổi thì có thể là di chuyển lên khu vực này đi ạ, để cùng chụp ảnh kỷ niệm ạ. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát sóng trong ngày hôm nay.
Khoảng 7 giờ sáng ngày 1 tháng 12, người dân xung quanh khu vực tuyến phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phát hiện cháy bốc lên từ ngôi nhà 4 tầng ngay mặt đường. Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, công an phường Minh Khai và bảo vệ dân phố đã nhanh chóng có mặt để thực hiện công tác chữa cháy. Rất may vụ cháy không ghi nhận có thiệt hại về người, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Phản ánh từ khán giả Nguyễn Đăng, số điện thoại 0914 3 số cuối 842. Ngày 1 tháng 12, đồn biên phòng Chí Linh, Bộ đội biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của đối tượng Nguyễn Lê Anh Tần, sinh năm 2000, trú tại ký ốt số 6, đường Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tang vật thu giữ gồm một gói ma túy tổng hợp dạng đá trọng lượng khoảng 1,5 gram, một điện thoại di động, một xe máy. Đồn biên phòng Chí Linh đã khởi tố vụ án, ra quyết định tạm giữ và hoàn chỉnh hồ sơ để bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Phản ánh tướng giả Văn Danh, số điện thoại 0963 3 số cuối 233. Do ảnh hưởng của bão, thời gian vừa qua Đồng Tháp có mưa liên tục khiến các vườn quýt hồng đang cho trái vụ Tết ở huyện Lai Vung bị nứt và rụng trái nhiều. Nhà vườn rất lo lắng về năng suất của vụ quýt năm nay. Bên cạnh việc thoát nước tốt cho vườn sau mỗi trời mưa, thì nhà vườn cũng đang tập trung bón phân điều trị đối với ruồi đục trái cây hại trên trái quýt hồng. Phản ánh của khán giả Minh Long, số điện thoại 0917 3 số cuối 774. Những ngày vừa qua, một số điền nuôi kết hợp ốc hương với hào dứa ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa nhộn nhịp thu hoạch hào và cho thu nhập khá. Đây được coi là một sáng kiến của người dân nuôi hào khi nuôi kết hợp với ốc hương. Hiện giá bán hào dứa con nguyên cả vỏ khoảng trên dưới 30.000 đồng một ký, khiến người nuôi phấn khởi khi có nguồn thu nhập thêm để tiếp tục đầu tư nuôi ốc hương. Đây cũng được coi là sáng kiến của người nuôi trồng khi kết hợp nuôi ốc hương với hào dứa chung một điền. Chia sẻ khán giả Vũ Văn Hội, số điện thoại 0904 3 số cuối 914. Trên diện tích 0,5 hectare tại đỉnh núi Bù Rinh, Lang Chánh, Thanh Hóa, có tất cả gần 5.000 cây sâm ngọc linh, trong đó có khoảng 2.000 cây sâm đạt từ 2 đến 3 năm tuổi, hơn 3.000 cây sâm hạt đạt hơn 1 năm tuổi. Sau thời gian trồng thử nghiệm, cây sâm ngọc linh cho thấy thích ứng khá tốt với điều kiện khí hậu nơi đây. Trồng sâm ngọc linh dưới rừng là một biện pháp giúp bà con vừa bảo vệ rừng vừa phát triển kinh tế hiệu quả. Phản ánh thương giả Hoàng Ngọc Lý, số điện thoại 0947 3 số cuối 341. Nằm ở đầu nguồn sông Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang luôn có nguồn cá thiên nhiên dồi dào. Từ đây cũng hình thành nên làng nghề cá khô, mắm nổi tiếng khắp vùng. Sản phẩm cá khô, mắm nơi đây luôn giữ được vị ngọt thiên nhiên, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Về làng nghề làm cá khô, mắm xã vùng biên Vĩnh Hội Đông vào những ngày nước lũ rút vào đầu, sẽ cảm nhận được sự tất bật của bà con nơi đây. Phản ánh từ giả Lê Linh, số điện thoại 0917 3 số cuối 637. Chương trình Góc nhìn khán giả xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, quý vị có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.